Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 8 tại Học viện An ninh Nhân dân thủ đô Hà Nội, Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội đã trọng thể tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự có đồng chí giáo sư tiến sĩ Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan đơn vị Trung ương. Tham dự buổi họp mặt, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên gồm các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Mở đầu buổi họp mặt, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã lên tặng lãng hoa chúc mừng Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp đó, đại biểu các bộ, ban, ngành, các đơn vị đã lên tặng hoa chúc mừng Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội. Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và các đại biểu tham dự buổi họp mặt, đồng chí Đặng Ngọc Thuấn, trưởng Ban liên lạc Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội cho biết. Hội hiện có gần 800 đồng chí sinh hoạt tại 17 chi hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhìn chung các hoạt động của hội đều rất bài bản, thiết thực và hiệu quả. Quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến, đến nay đã có 52 đồng chí là tướng lĩnh, trên 30 đồng chí vinh dự được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc ưu tú, niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Tiếp đó, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã lên tặng hoa chúc mừng 6 đồng chí lãnh đạo của lực lượng Công an nhân dân, những người con ưu tú của quê hương Hưng Yên đã vinh dự được phong hàm cấp tướng và được bổ nhiệm chức vụ mới. Thay mặt Công an Đồng Hương Hưng Yên, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã lên tặng hoa chúc mừng 10 đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng được nhận huy hiệu Đảng năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023. Phát biểu với hội nghị, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chúc mừng đồng chí Bộ trưởng và toàn thể lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Đồng Hương Hưng Yên nói riêng, nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên với những công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của lực lượng Công an nhân dân nói chung và các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an người Hưng Yên nói riêng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin một số kết quả nổi bật của quê hương với các đồng chí Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội. Báo cáo các đồng chí thì tốc độ tăng trưởng bình quân trong nửa đầu nhiệm kỳ đã đạt 9,3% một năm, nếu mà so với con số bình quân chung của cả nước là chỉ có 4,7%, thì cho thấy là chúng ta đã rất cố gắng, rất nỗ lực. Và ngay cả trong 6 tháng đầu năm 2023, trong khi cả nước tăng trưởng chỉ có 3,72%, thì tỉnh Hưng Yên của chúng ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng là 8,21%. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách của chúng ta đã đạt gần 87.000 tỷ. Đây có thể nói là con số thu lớn nhất trong lịch sử của tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Và con số này chỉ tính riêng nửa nhiệm kỳ thì số thu ngân sách đã gấp 1,32 lần so với cả nhiệm kỳ 2016-2020. Và trong 6 tháng đầu năm, cho dù những khó khăn về mặt kinh tế, về mặt sản xuất kinh doanh, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn quyết tâm trong điều hành ngân sách để đảm bảo là trong 6 tháng đầu năm đã thu được đến 71%. Và cho đến nay thì tỉnh Hưng Yên của chúng ta, nói về số khu công nghiệp và quy mô các khu công nghiệp của chúng ta có loại khá lớn. Chúng ta có 17 khu công nghiệp với cái tổng diện tích là gần 4.400 hectare. Thì trong đó đã có 9 khu công nghiệp đi vào hoạt động và đang tiếp nhận các dự án đầu tư. Còn các khu công nghiệp còn lại thì chúng tôi đang đẩy nhanh cái việc giải phóng mặt bằng và tiến hành hoàn thiện các thủ tục về đầu tư. Từ đầu nhiệm kỳ thì tỉnh cũng đã quyết định thành lập 26 khu công nghiệp và đến nay thì đã có 11 khu công nghiệp đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và triển khai các cái đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng tiếp nhận các cái dự án. Và một điểm rất quan trọng đối với tỉnh Hưng Yên của chúng ta biết chúng ta ở mức rất thấp về năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư, cho nên là ngay từ đầu nhiệm kỳ anh em chúng tôi rất là quyết liệt thực hiện đổi mới toàn diện về quản lý nhà nước,
đặc biệt là cải cách hành chính để tạo ra đột phá trong đột phá về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi chúng ta bước vào đại hội thì xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên của chúng ta ở mức là 53/63, thì sau 2 năm rất là nỗ lực cải cách toàn diện thì chúng ta đã cải thiện được 39 bậc. Đây là mức cải thiện, tỉnh Hưng Yên là tỉnh có mức cải thiện mạnh nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh. Đấy, và chúng ta đã được thứ 14, và anh em chúng tôi cũng sẽ quyết tâm trong thời gian tới đây để đưa cái môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh của tỉnh vào top 10. Đấy, cho dù khó khăn thế nào thì chúng tôi sẽ phải quyết tâm cái nhiệm vụ này. Hiệu quả quản trị và hành chính công đứng thứ 5 trên 63 tỉnh thành của cả nước, và mức độ hài lòng của người dân cũng là xếp mức rất cao là 6 trên 63 tỉnh thành. Và chính cái sự cải thiện như vậy thì chúng ta đã thu hút được cái dự án rất là lớn. Thì năm 2023 dự kiến chúng tôi sẽ thu hút được cái vốn FDI lần đầu tiên cỡ khoảng 1 đến 1,2 tỷ đô la. Bởi vì đến ngày hôm nay cái vốn đăng ký của 7 tháng đầu năm cũng đã được gần 600 triệu đô la. Và trong cái thời gian tới từ nay đến cuối năm thì cũng còn rất nhiều các nhà đầu tư cũng đang chờ một số các thủ tục để hoàn thiện và triển khai các cái dự án trên địa bàn tỉnh. Bình quân một năm thì tỉnh Hưng Yên của chúng ta có 1.340 doanh nghiệp được thành lập với số vốn đăng ký là khoảng 27,5 nghìn tỷ. Với 930 km² thôi nhưng mà tỉnh Hưng Yên của chúng ta đã có 15.700 doanh nghiệp hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 192 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, cho dù khó khăn đi như thế nhưng mà tổng số huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh Hưng Yên của chúng ta vẫn đạt trên 33.000 tỷ đồng và tăng đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là cái nguồn vốn rất quan trọng để duy trì cái đà tăng trưởng của tỉnh. Thì Hưng Yên của chúng ta cũng tập trung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là đầu tư công. Thưa các đồng chí, cho đến ngày hôm nay thì tỉnh Hưng Yên của chúng ta đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 lần từ mức là 20.711 tỷ đồng vào đầu nhiệm kỳ và đến nay là lên mức là hơn 54.000 tỷ đồng, và con số này tiếp tục sẽ tăng lên. Và 72% vốn đầu tư công của tỉnh của chúng ta chủ yếu tập trung cho các cái tuyến đường giao thông mang tính chất kết nối, tạo động lực và xung lực cho phát triển kinh tế xã hội để thu hút các dự án đầu tư. Các đồng chí cũng quan tâm đến việc quy hoạch và tỉnh Hưng Yên của chúng ta như thế nào trong tương lai. Xin thưa các đồng chí là tỉnh Hưng Yên cũng đã hoàn thành cái quy hoạch tỉnh để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Ngày 15 tháng 8 này thì tỉnh Hưng Yên của chúng ta sẽ bảo vệ cái đồ án quy hoạch với Hội đồng Thẩm định Quốc gia trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Thì trong cái đề án quy hoạch tỉnh này thì một cái định hướng rất quan trọng đấy, nó liên quan đến vấn đề băn khoăn, những câu hỏi đang đặt ra trong nhân dân hiện nay là tỉnh Hưng Yên có phải sáp nhập hay không sáp nhập. Xin thưa với các đồng chí là trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, chúng tôi xác định rất rõ ràng tỉnh Hưng Yên của chúng ta sẽ trở thành tỉnh công nghiệp mạnh, đấy, nông nghiệp hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững, tiến tới cái mục tiêu cuối cùng. Đấy là tỉnh Hưng Yên sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chúng tôi xác định là đến năm 2037, khi đó tỉnh Hưng Yên là tròn 40 năm tái lập tỉnh, thì tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng được các cái tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương. Nếu mà đạt được tiêu chí này theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ được duyệt thì chúng ta sẽ không phải sáp nhập. Còn nếu kinh tế cũng không đột phá, không phát triển được mạnh mẽ hơn thì căn cứ vào nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chúng ta thuộc vào đối tượng sáp nhập. Trên hai tiêu chí chúng ta không đáp ứng được cả tiêu chí về dân số cũng như là tiêu chí về diện tích tự nhiên thì chúng ta buộc phải sáp nhập. Còn nếu như mà chúng ta trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì chúng ta sẽ không phải sáp nhập với ai cả. Thì đây là cái mà hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên rất quyết tâm, quyết liệt phải thực hiện theo định hướng này. Đấy là cái lý do tại sao mà chúng tôi cần đi nhanh, đi mạnh hơn nữa để đầu tư phát triển cho tỉnh Hưng Yên về hạ tầng đô thị, về hạ tầng nông thôn, về hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh chúng ta
đáp ứng trực tiếp những cái tiêu chí mà theo quy định của pháp luật phải đảm bảo thì chúng ta mới đáp ứng trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thì đây là cái định hướng mà khi chúng tôi đưa ra trao đổi trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng như là lấy ý kiến của nhân dân thì phải nói là nhận được sự đồng tình rất cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Không chỉ 2 năm cuối của nhiệm kỳ này mà nhất là nhiệm kỳ sau nữa, chúng ta đã cố gắng rồi thì còn phải cố gắng hơn rất nhiều nữa thì mới đảm bảo được cái mục tiêu đến năm 2027 chúng ta cơ bản đáp ứng trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Để hiện thực hóa cái mục tiêu này trong tương lai không xa nữa. Phát biểu với hội nghị, giáo sư tiến sĩ Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Công an Đồng Hưng Hưng Yên năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023. Chúng tôi cũng thấy được cái tình hình của hội, của ban liên lạc, những cái hoạt động tình nghĩa sau nhiều năm công tác. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi nhưng mà vẫn tiếp tục duy trì, vẫn tâm huyết với quê hương, vẫn tâm huyết với lực lượng công an, với thăm hỏi nhau và đoàn kết với nhau để chia sẻ với nhau những cái thông tin, những cái tình cảm, những hoạt động nghĩa tình, tôi cho là rất tốt, rất hay. Đấy, rồi là động viên các đồng chí còn đang làm việc, thế rồi động viên chia sẻ mừng thọ với nhau, đạt được cái tuổi thọ cao, rồi các đồng chí cũng đã có nhiều thành tích, cũng đã được tặng thưởng những cái phần thưởng rất là vinh dự. Đấy, đóng góp nhiều cho đảng cũng được vinh danh những việc đó, rồi thăm hỏi với nhau chỉ càng đông hơn, ngày càng tham gia đông đủ hơn và càng ngày càng có trách nhiệm hơn với ban liên lạc, với hội. Thì cái điều này cũng là cái điều rất phấn khởi, mỗi lần chúng tôi dự ở đây chúng tôi đều thấy những việc đó. Thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm vào thì ban liên lạc chắc chắn là sẽ rất tốt. Mà rồi hy vọng rồi ai cũng sẽ phải vào cái ban liên lạc này. Thế còn báo cáo các đồng chí là về có 3 cái vấn đề các đồng chí trong ban liên lạc cũng nói với chúng tôi. Một là trong cái hoạt động công an nhân dân thì chúng ta có mấy cái sự kiện thế này. Một là vừa qua là Quốc hội đã thông qua cái luật công an nhân dân sửa đổi. Ngày 15 tháng 8 này bắt đầu sẽ có hiệu lực. Tức là báo cáo các đồng chí là từ ngày 1 tháng 9 này trở đi là bộ máy công an là coi như là tạm thời ổn định như thế đã. Ít nhất 9 tháng một năm nữa thì các đồng chí mới sẽ có hội viên mới. Thì cái điều đó là anh em trong lực lượng rất phấn khởi. Đấy. Cái thứ hai là ban bí thư cũng đã đồng ý để cho lực lượng công an sẽ tổ chức thành lập cái hội cựu công an hưu trí. Ngày 17 tháng 8 này sẽ đại hội, lần đầu tiên tổ chức đại hội cựu công an hưu trí. Chúng ta có một tổ chức thống nhất để các cái lực lượng thống nhất và có sự lãnh đạo giao cho Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phải lãnh đạo những cái việc này. Thế thì cái công tác mà đối với cán bộ công an hưu trí chắc chắn là sẽ có những cái đổi mới, những cái hoàn chỉnh. Và cơ cấu là từ trung ương đấy, cho đến các tỉnh, cho đến cấp huyện, cấp xã. Cái việc thứ ba nữa là các đồng chí cũng đã nói lúc nãy, đồng chí ban liên lạc có nhắc đồng chí bí thư tỉnh ủy là các đồng chí cũng rất quan tâm đến cái việc mà sát nhập chia tách tỉnh quận huyện. Thì cũng báo cáo các đồng chí là vừa qua là nó có một cái quy định đó của Quốc hội, thế nhưng mà còn nhiều ý kiến cũng phải trao đổi. Đấy, về sắp xếp lại cái tỉnh huyện xã, những cái chỗ làm việc, cái tiêu chí đó cũng phải xem xét lại. Một lần nữa thì cũng xin là chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí, chúc cái ban liên lạc của chúng ta ngày càng phát triển và hoạt động tình nghĩa vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí.